Ai uống nhiều? Dạ, nếu mà kem em có thể em uống được một két á. Hả? Dạ, cái đó tùy theo phong độ thôi, giống như đá bóng thôi. Phong độ là nhất thời, giờ đẳng cấp phải là mãi mãi. Đúng rồi. Chị mới là đẳng cấp này, em chỉ là phong độ thôi cơ. Chị bao nhiêu? Em kết thì chỉ kết rưỡi. Vậy đó hả? Ừ. Bạn này hay khóc thì mình, em có thể nào khóc chưa? Em nhớ cái lúc nhỏ là em có khóc, là khóc ở bụi cây. Gia đình của em lúc đó nó cũng khó khăn, em đi học ở nhà không có tiền. Nhưng em ngồi gốc cây em khóc, xong rồi có bà ở hàng xóm, bà rất là thương mình. Sao con khóc? Nghe giống mà tiên quá vậy. Em tên là Hoàng Trần Phương Vi, năm nay em 27 tuổi. Thì em đang công tác tại bộ phận chăm sóc khách hàng của bệnh viện ạ. Được á, bộ phận này là tốt lắm á. Chăm sóc khách hàng bao giờ cũng dễ thương cả. Còn bạn, tên gì, nghề nghiệp? Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến quý khán giả cùng hai vị MC dí dỏm và dễ thương của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Úc. Nguyễn Văn Úc? Dạ. Ở trong nhà thứ mấy? Dạ, em Úc luôn. Úc luôn? Dạ. Thấy vậy ta? À, Úc nghề nghiệp làm gì Úc? Dạ, công việc của em nghề chính là cắt tóc, còn phụ là làm MC ạ. Hôm nay mặc cái quần đẹp quá nha. Quê Úc ở đâu Úc? Dạ, quê ở An Giang chị. Hồi nãy chị chưa hỏi quê Vi ở đâu à? Dạ, nhà em thành phố ạ. Ở thành phố luôn. Ủa Úc cắt tóc hay là chủ tiệm cắt tóc? Dạ, em chủ salon luôn chị. Làm cả nam cả nữ chị. Làm nghề này lâu chưa? Chắc cũng được gần 10 năm ạ. Wow, 10 năm là tay nghề dữ dằn lắm á nha. Dữ lắm, cắt cái đầu dữ lắm. Dạ, trời, cắt cái đầu biết tay nghề liền. Này, lý do tại sao hôm nay ngồi ở trên cái ghế này? Không phải là không có anh, nhưng mà đôi khi là do công việc của em là nó, cái thời gian nó không có nhất định. Ủa, thời gian không nhất định là sao bạn? Dạ, thì chị cũng biết là cái nghề tóc với lại cái nghề MC thì cái thời gian nó lại vô chừng. Cắt tóc thường thường là cái ngày thứ bảy, chủ nhật, tiệm mình làm mới có khách. Còn những bạn nữ mà em quen thường trước đây là do công việc của họ làm những cái công việc giờ hành chánh, cho nên là những ngày cuối tuần là em không thể dành cho họ. Thế rồi vậy bên kia làm có hành chánh không? Dạ, em làm giờ hành chánh ạ. Rồi, vậy là chiều tối thứ bảy chủ nhật là ngày khẳng định nha. Dạ. Đúng không? Mình có những ưu điểm gì mình có thể giới thiệu? Em chỉ có là chăm sóc những người mình thân yêu nhiều hơn, kỹ càng hơn. Rồi, khuyết điểm? Em hơi lạnh lùng. Nhiều người tiếp xúc ban đầu với em nói là mày khó gần quá à. Nhưng mà sau đó tiếp xúc lâu nói con này nó khùng. Lúc đầu phải giữ cái nghiêm nghị của mình, chứ không thôi là người ta là nghĩ mình đâu quá dễ dãi quá. À, nhưng cái đó là cố giữ thôi phải không? Dạ. Chứ thật ra bản chất là dễ dãi. Không, khùng thôi chị chứ không khùng là sao. Chẳng hạn như gọi là lên cơn sản lâu lâu. Có vấn đề gì quá, cái em hay càm ràm, em hay gồng lộ lên. Cái tự nhiên kiếm một góc nào đó ngồi khóc, khóc xong cái hết đi ra làm tiếp hết. Nghe là mưa nắng thất thường chút thôi. Bên kia nghe bên đây vậy có sợ không bạn? Dạ không chị. Theo em thấy thì cái vấn đề mà hay nổi khùng bất chợt với lại là hay khóc thì có lẽ cũng hơi giống em ạ. Trời đất ơi. Bạn Út có sở trường như thế nào? Dạ thì công việc của em thì làm MC, chắc chắn thì cũng biết hát đôi chút. Thôi làm khúc đi. Mình vừa làm MC mình giới thiệu mình hát luôn rồi. Và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và mang tựa đề là Lỗi Nhỏ Vào Đời. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diệu vi vu, đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Ủa sao, sao người ta hát phải mặt bạn buồn vậy? À, im lặng để mình có thể hiểu được giai điệu và cảm nhận được giai điệu. Đang lắng nghe là cảm nhận. Rồi, im lặng để chiêm nghiệm. Như có cảm nhận sâu sắc ở phía sau cái giọng hát đó tiềm ẩn bên trong cái điều gì không? Em nghĩ anh phía bên kia màn hiền lành. Siêu nữa tụi qua tụi coi. Chắc hiền anh dạ. Chắc hiền. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương không anh? Dạ, có quà tặng anh ạ. Cố nghiêm. Quà có quà liền, hay quá ta. À, cảm ơn em nhiều. Em đi kiếm dữ lắm mới ra được. Anh nghĩ rằng người dân miền Tây cũng thật thà, chất phác, chịu khó thương, chịu khó ha. Đặc biệt là đàn ông miền Tây cũng chuộng thủy lắm em nha. Em cần có hiếu với lại ba mẹ nữa. Tại vì nếu như người đàn ông mà có hiếu với ba mẹ của mình, chứng tỏ là người đó yêu thương gia đình và có thể yêu mến được ba mẹ mình như vậy. Hay, cái này rất là hay. Nhưng mà những gì em không thích ở người đàn ông? Gia trưởng quá. Anh ơi, anh cho em hỏi là anh là con út, anh có được cưng chiều ở trong nhà không anh? Nói chung là nhất chuồng đấy em. À, vậy có bao giờ anh có làm việc nhà không ạ? Anh biết làm việc nhà từ lúc còn nhỏ. À, vậy có thể san sẻ được với em được. Em không biết nói chung làm là từ nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, nói chung làm tất cả hết. Như vậy cũng ổn rồi đấy. Được. Rồi bây giờ em nói đi, em không thích gì ở người phụ nữ nào? Có tính thì ghen quá. Nhưng mà vấn đề là bạn có làm gì để cho người ta ghen hay không? Dạ không chị, đôi khi bạn bè có sự có nhận xét em là em là người đào hoa. Đào hoa của em là em quen nhiều người, nhưng mà mỗi lần quen chỉ một người thôi. Khi chia tay người này em quen người khác. Đó giờ quen bao nhiêu người rồi? Chính thức hay không chính thức anh? Trời ơi, thôi giờ chính thức đi. Không chính thức chắc bao nhiêu lắm à. 50. Đầu tới với chị, anh 9 người. Đúng vậy đó hả? Anh này đó giờ thật tình nè, lên đây dám nói nhiều chứ thường thường ai cũng ém hàng. Dạ có sao em nói vậy thôi chị. Em có bao nhiêu mối tình rồi? 3. Lần cuối cùng là bao lâu? Cách đây 1 năm rồi chị. Lý do chia tay? Người đó không có chung thủy.
Điều gì em không thích nhất ở người đàn ông? Tính gia trưởng, không chung thủy. Em rất thích nuôi chó với mèo. Nếu mà người đó không đồng ý nuôi chó với mèo thì em sợ là... Ủa vậy em yêu chó mèo hơn người đó hả? Dạ anh ơi, chó với mèo là một phạm trù riêng, mình không thể so sánh với nhau được. Dạ, đúng rồi, anh. Nhưng mà nó khó cái này nè, nói như vậy cũng không được. Bây giờ thí dụ giờ mình đang yêu người này, người ta không thích chó mèo, thế nào cũng có sự tranh cãi với nhau giữa chó với mèo, em chọn ai? Có khi em chọn chó với mèo trước đó. Cái đó mới là căng đó. Giờ hỏi Út nữa, Út thích chó mèo không? Tuổi thì em là tuổi con chuột. Ủa là sao, em nuôi chuột hả? Dạ không, em tuổi con chuột. À chị tưởng nói em nuôi chuột, còn bên đây nuôi chó với mèo. Mày cũng hài hước. Fashion quá ha. Fashion hài hước dễ thương. Em thích cái người phụ nữ như thế nào về ngoại hình? Cũng rất là thích đẹp. Bạn này thẳng thắn quá ha. Dạ được. Chiều cao thì có thể tầm tầm 1m55 tới 60. Nước da hơi trắng tí xíu. Tóc dài. Còn cái vấn đề thì tóc tai thì em làm người tóc mà thì cứ em cho xả láng luôn. Muốn màu gì em quánh màu đó. Bây giờ không có tóc thì sao? Chà căng rồi nha. Thấy là một nè, ra chợ mua cái đầu tóc nó còn thiệt giống hơn thiệt luôn nữa. Em có tật xấu gì không? Biết nhậu, hút thuốc. Em uống bao nhiêu? Dạ, nếu mà ken em có thể em uống được một két á. Hả? Cái đó tùy theo phong độ thôi, giống như đá bóng thôi. Phong độ là nhất thời. Dạ, đẳng cấp mới là mãi mãi. Đúng rồi. Chị mới là đẳng cấp nè, em chỉ là phong độ thôi cưng. Còn chị bao nhiêu? Em kết thì chị kết rưỡi. Vậy đó hả? Bạn này hay khóc, mình em có khi nào khóc chưa? Em nhớ cái lúc nhỏ là em có khóc, là khóc ở bụi cây. Gia đình của em lúc đó nó cũng khó khăn, em đi học ở nhà không có tiền. Em ngồi gốc cây em khóc, xong rồi có bà ở hàng xóm, bà rất là thương, bà nói sao con khóc giống bà tiên quá vậy, giống như bà bụt. Dạ con đi học con không có tiền. Thôi nè, bà năm cho con 50 nè. Cũng từ cái vấn đề đó mà sau này em học được rất nhiều điều, em quý hơn được cái cuộc sống của mình. Nói chung đây là con người cũng rất là tình cảm, hài hước, bắt thẳng thắn. Ok, hài hước. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em ạ. Dạ Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Em cảm nhận người đối diện của bạn em thế nào? Thấy có hợp lý không? Dạ thì em thấy bạn gái này cũng được, có nhiều điểm giống với bạn em. Là dụ như bạn gái này thích nuôi chó nuôi mèo, là bạn em không ăn thịt chó thịt mèo, hai người thấy cũng hợp được điểm. Chứ rồi đó ăn là mệt luôn. Còn hồi nãy bạn em nói là cái quan điểm mà tóc tai cái chuyện đó em không quan trọng, dù như mình thấy được là từ từ về người ta sẽ thay đổi, mình thương là cái gì cũng được hết anh, đừng có nói mà tóc dài tóc ngắn gì hết trơn. Đúng rồi, quan điểm em đúng đúng chính xác. Tóc tai đâu quan trọng, quan trọng là cái tâm hồn thôi. Em nói em thích tóc dài mà em đâu có nói em ghét tóc dài rồi nói vậy sao này lỡ ra đường thấy tóc dài cái phụ tóc ngắn sao anh? Đúng rồi, đúng rồi. Hay em hay thấy da trắng cái nó phụ da đen nữa, thấy bạn em hơi bị được đấy. Bạn gái có đi với người thân không? Dạ có, em đi chung với lại bạn thân em ạ. Thân ai nó nhỏ quá hình sao nó giờ cười hoài em thấy ổn không? Bạn này rất là phong cách vui tính, có thể gọi là con người suy nghĩ hơi bị nhiều. Bạn em thì rất là chân thành, đối xử với ai cũng chân thành hết. Đã yêu được động vật thì tất nhiên là đối xử với con người cũng vậy. Nếu mà có ý định gì với bạn em thì hy vọng là đối xử bằng cả con tim. Hay, nhớ nha. Dạ. Đối xử bằng cả con tim nha bạn nha. Ta cho đó, hai đôi trẻ gặp nhau đi, chứ đôi dưới quá xuất sắc rồi. Đôi dưới hơi bị được á. Rồi chúng ta kéo màn lên. Nào chúng ta sẽ có 2 phút để tìm hiểu nhau. Bắt đầu đi bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò, cùng hai MC cười khà 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Đầu tiên anh có món quà anh dành tặng cho em. Mặc đồ body dữ quá. Dạ rồi em cảm ơn anh, em cũng có quà tặng anh ạ. Rồi anh cảm ơn em nhiều. À, anh có ghen không? Đối với anh thì nói chung nó cũng có một chút ghen, nhưng mà cái gì đó thì mình phải có một sự rõ ràng. Ví dụ như em có thể em hẹn một bạn trai đi uống nước bình thường, nhưng mà em có thể em nói với anh một tiếng. Em thích chó với mèo, anh có ý kiến gì không? Không em, cái đó là cái sở thích của mỗi người. Ví dụ như anh thích bóng đá em có thích không? Không. À, hèn chi tôi thấy tặng cái gối gì. Dạ Arsenal. Trời ơi là cái đội bạn hâm mộ đấy hả? Dạ đúng rồi. Và ví dụ như bạn nữ là chưa có thích bóng đá, nhưng mà ví dụ như cái gói trước tiên đó là em tặng cho bạn gái. Ví dụ sau này những cái lúc mà bạn gái mệt, bạn gái có thể tựa lưng. À, chị là chị hiểu á, tặng cho em cái gối này nè. Sau này mà có lấy nhau mà tới mùa đá banh á, ở nhà ôm cái gối này ngủ đi, còn ta đi coi cá banh rồi. Đúng không quý vị? Dạ không à, có gì là em chở đi theo luôn à. Em nói chung là em đi đâu là em rất là thích chở bạn gái theo. Cảm nhận bạn gái ngồi trước mặt như thế nào? Cái lúc em ngồi bên kia là em hy vọng là sẽ đẹp,
cỡ chị Cát Tường thôi, nhưng mà em thấy là vượt hơn rồi đó. Được rồi đó. Em thấy hơn rồi đó. Thấy chưa? Chưa đâu nha, từ từ chưa đi, chưa bấm nút à. Cái người mà mình thích, mình thương là cái lúc nào cũng hơn cái người khác. Đúng mà, nếu đúng chơi dần khối tay đi à. Trời ơi. Nè, khối tay gì vậy? Vừa dập tôi hả? Ta hết thời gian. Nào, bây giờ mình suy nghĩ thật kỹ xem tiếng xét ái tình như thế nào. Nghĩ kỹ vụ cái gối này rồi bấm nút nha. Tôi nói đúng á, tin tôi đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Dạ. 1 2 Suy nghĩ cho kỹ. Bấm là quyết định. Những cái gì đi đến tương lai không bấm, chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau được. 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy chúng ta đã có một chút đồng cảm từ giây phút ban đầu rồi. Bây giờ mình chưa nắm tay đang chưa nắm tay nhau đúng rồi thôi, nó coi rồi lâu không à. Không nãy giờ mày không lanh lắm à. Rồi không đi. Không mà. À. Không được. Không được. Em thì dễ. Em thì dễ trời. Với tính năng EKYC xác thực hình ảnh pickable cho bạn mắt thật sẽ chi thật. À, em tên là Lê Nam Phương và năm nay em 25 tuổi, em đang làm nhân viên ngân hàng. Bạn trai. Em tên là Trương Quốc Cường, 30 tuổi, nhà ở quận 11. Nghề nghiệp hiện tại của em là cầm đồ. Cầm đồ tức là mình làm mình chủ hả? Tiệm đó hay là sao em, hay là nhân viên? Dạ cầm đồ tức là em làm cho vay trong ngân hàng mà em hay nói vậy. Bạn làm ngân hàng nào bạn? Dạ em làm bên ngân hàng xuất nhập khẩu Eximbank. Em làm ngân hàng nào? Dạ em làm bên BIDV ạ. Tưởng đâu nhiều khi chung ngân hàng mà người ngồi trên, người ngồi dưới, người trong, người ngoài mà không nhận ra nhau, phải nhờ tới chương trình mới vui lắm. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, lý do tại sao em ế? Chắc là do em làm thơ á. Hả? Em phát hiện ra một cái mối quan hệ khá là mật thiết, tức là khi mà em làm thơ tặng ai đấy là coi như là người ấy không đến được với tình ấy. Mà bữa nay có làm thơ gì tặng anh bên này nữa không? À, dạ có em nữa có... hả? Trời ơi. Có làm thơ nhưng mà em tặng cho hai anh chị bạn. Bạn nam có thể nghe ké thôi. Rồi em xin phép đọc ạ. Tháng tư về đợi vừa rào trước ngõ, bạn muốn hẹn hò trao gửi tơ hồng xưa, hai chúng mình đi hết bao mùa mưa, cùng đợi chờ người chưa từng gặp mặt. Giữa Sài Gòn nắng dâng trong đôi mắt, khoảng cách nào đứng giữa em và anh, tấm rèm nhung ngăn nửa trái tim chân thành. Hai MC Quyền Linh Cát Tường sẽ mai mối, hạnh phúc mỉm cười khi trái tim mở lối, đường đời yêu thương nắm tay nhau ta về. Hay quá. Dạ. Giọng rất là ngọt ha. Chỉ bắt chanh vô thôi uống luôn cũng được, khỏi cần bỏ đường. Bạn có sở trường gì? Em tính toán rất là nhanh. Đúng là làm ngân hàng mà, câu cho vay nữa. Sở trường. Dạ đúng rồi. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà xét về tình yêu mà hai người á thì chị chưa có chị ạ. Chưa có. Dạ, còn xét về tình mà một phía thì chắc cũng có. Nói chung em là người khá là thẳng thắn và sống thật với cảm xúc của mình ấy. Nên em cũng có chia sẻ với bạn ấy là tớ rất thích cậu. Nhưng mà hầu như là nhận được cái sự từ chối. Bạn ấy nói thơ nhận nhưng người không nhận. Cái người đó kỳ quá vậy. Dạ, bình thường ấy là con trai là tỏ tình với con gái trước. Nhưng mà em lại là con gái đi tỏ tình với con trai trước. Thì đối với những người mà quan điểm truyền thống thì họ nói ôi như thế là không được. Bạn trai quan điểm như thế nào về cái điều bạn gái vừa chia sẻ bạn? Thì em thấy chuyện nó cũng bình thường thôi, nam nữ gì mình cũng có thể chủ động được, không sao hết. Đây là bạn nam ấy chắc có suy nghĩ giống em là nó bình thường, nhưng mà đối với những người khác thì điều đấy nó không bình thường. Trời thôi, cái bộ bình thường là suy nghĩ của em thôi. Em tự ti quá. Nhiều người nó thấy bình thường không sao cả. Tự tin lên em. Đúng rồi. Bây giờ bạn trai, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tới nay em trải qua là 2.5. 2.5. Rưỡi là sao bạn? Thì có cái mối tình gần đây nhất thì giờ em ngẫm lại không biết nó có phải là một mối tình không, nên thôi em tính hơn nữa. Qua 2.5 đó bạn rút được kinh nghiệm gì? Không có rút được những cái kinh nghiệm gì hết mà toàn những điều kinh khủng không à. Thì đó, qua những kinh khủng đó mình mới có kinh nghiệm hơn. Mình có đặt ra tiêu chuẩn gì ở người bạn gái mình muốn tìm không? Dạ tiêu chuẩn của em thì nó đơn giản lắm, chỉ có 3 từ thôi là 1m6 50kg với lại nhí nhảnh. Dạ em chắc đạt được khoảng 30% chị ạ. Cái gì mà tự cô này cũng tự ti dễ là sợ em, tự em, tin em, lên em chỉ có nhí nhảnh thôi anh ạ. Về cái 1m6 với lại 50kg thì em nghĩ là chắc không đạt rồi anh ạ. Dứt khoát là phải 1m6 với 50kg hả? Dạ thì mình nói hình tượng ra vậy thôi. Em là người của những con số mà cái gì cũng phải có ra số mới biết được. Thôi một cái đó một chút xíu nữa mình kéo màn lên mình sẽ mặc đối mặt là mình thương lượng sao. Anh có tiêu chuẩn đúng không? Thì em có tiêu chuẩn, em không đặt nặng về vấn đề ngoại hình đâu, nhưng mà em hơi nhỏ người á, cho nên em muốn một người mà che chở mình, có thể chăm sóc được cho gia đình, và đặc biệt đó là
Không nhóm máu O anh ạ. Anh nhóm máu gì ạ? Em nhóm máu AB. Tại sao không nhóm máu O liên quan gì? Tại em cũng máu O cho nên em nghĩ là nếu như người máu O ấy, thì họ giống mình nhiều quá. Nhược điểm của người máu O ấy, là chỉ cần uống một chút cồn thôi thì mặt đỏ lên cho nên là em máu AB mà em uống một ly cũng đỏ. Này chắc không đúng. Từ xưa giờ chưa thấy người yêu nào đi tìm người yêu mà phải phân tích nhóm máu. Thì nhóm máu nữa là 10, còn nếu không mới là 9.9 là được rồi. Bởi vì nếu như mà anh tròn quá thì anh sẽ lăn khỏi tay của em, cho nên 9.9 anh là không tròn đâu, không lăn khỏi đâu sợ. Sao vậy? Nói chung che chở trước cơn bão gió chứ cũng hơi mệt. Ví dụ như anh không che được mà anh lấy dù che được. Lấy dù che còn mệt nữa. Cầm cái dù gió nó mọc lên cục mau mà. Ủa là sao? Thì mình độn mấy cục đá vô cho nó nặng hơn. Không nhỏ lắm hả? Tướng người bên đây mảnh khảnh lắm. Trời đất ơi, gió thổi chắc hai đứa bay luôn á. Sao? Thấy cổ lần không? Dạ thì nói nhiều vui vẻ, em thích. Thích phải không? Dạ. Bây giờ nếu mà phù hợp thì bao lâu thì mình sẽ kết hôn được? Năm sau. Chuẩn bị hết trơn rồi, thiếu mỗi tên cô dâu. Nữa, câu này nghe quen lắm nè. Cái điểm gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Có nhiều anh trai rồi bạn thân rồi anh nuôi. Ủa cái anh nuôi thì thôi tôi chấp nhận cũng được đi. Mà cái bạn thân với lại cái anh trai mắc mới gì anh trai để ý em nói là anh trai nhận đâu ngoài về á. Chứ anh trai nghĩa là nuôi phải không? Dạ đúng rồi. Hồi đó vậy em cũng bị mấy lần rồi mấy. Em cũng nuôi mấy người rồi đúng dạ, không? Dạ không. Mấy bạn nữ trước của em á thì em nói sao đi với bạn đó nhiều quá. Nói không này anh trai nuôi. Kết nghĩa của em kết nghĩa xong rồi hai đứa cự nhau cái đi với bên kia luôn. Chị hỏi được hỏi bạn em có anh nuôi anh kết nghĩa gì không? Dạ không chị ạ, bởi vì em sống rất là thật cảm xúc của mình. Cái vấn đề mà anh nuôi em nuôi á, nó chỉ là một cách vỏ bọc để chúng mình che đậy cái cảm xúc của tụi mình thôi, cho nên em không thích như thế. Đúng rồi em. Đồng ý rồi. Có lẽ bây giờ hai bạn nói chuyện qua lại cũng cảm nhận về nhau chút xíu rồi, chúng ta hỏi thêm người thân thử xem bạn trai có đi với ai không. Dạ em đi với một anh đồng nghiệp với em gái của em. Em gái đi. Theo cảm nhận của em thì chị dễ thương, năng động, rất là vui vẻ. À, kế bên là sếp của anh hả? Rồi, chào sếp cái đi. Theo sếp thì có duyệt cho vay không? Nhìn bạn nữ bên đây là rất là dễ thương, có cá tính, rất là hợp với Cường. Nhưng mà thấy chấp người không biết có được sếp trên nữa gì không. Bạn nữ, thân quen nhau. Bạn áo trắng. Bản thân Nam Phương thì sống tình cảm, rất ít bạn bè. Cho nên là nếu mà bạn là bạn trai của Nam Phương thì bạn có sẵn sàng để cho Nam Phương xem bạn là giống như là cái mối quan tâm duy nhất á. Tính mình là quen xong thì cũng chỉ biết có hai đứa không à. Không có biết nhiều lắm cho nên là mỗi lần cứ có một người yêu là cứ rụng mất mình đóng bạn. Phương rất là kỳ vọng buổi gặp gỡ hôm nay. Cho nên là hy vọng là bạn không làm Nam Phương thất vọng. Thì mình rất là vui nếu mà hai bạn đến được với nhau. Và càng vui hơn nếu mà năm sau các bạn có thể cưới nhau. Hey, để anh qua xem mặt bên đàn gái thế nào nha. Chào dạ. Bạn, rất là xinh, cười tươi. Dạ. Đọc thơ rất hay ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dễ thương lắm. Dạ. Thương có dễ không mới quan trọng. Kéo mà. Chúng ta có 2 phút để gặp gỡ. Bắt đầu. Tặng bạn món quà. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ. Em thấy anh thì cũng dễ thương. Lúc mà nghe giọng nói của anh thì em thấy anh điềm đạm. Chưa biết mình có kết quả sau này có đi được với nhau hay không. Nhưng mà anh là một người rất là đặc biệt đối với em. Tại vì anh là người đầu tiên xuất hiện ở cái ngày đầu tiên mà em 25 tuổi. Hôm qua là sinh nhật của em á. Nhìn em thì anh thấy em cũng xinh xắn. Anh ơi, anh nói là nếu mà được ấy thì năm sau mình lấy nhau đúng không? Tụi mình lấy nhau ấy thì em về làm dâu ạ. Chắc cả 2 năm gì đó. Dạ. Được không em? Em làm được thì có gì sai sót thì bố mẹ có thể chỉ bảo mình dần dần cũng được. À đúng rồi, là anh có họ bảo là cái người bạn gái của anh ấy là phải cao từ 1m6 đổ lên. Nhưng mà em thì không đủ được 1m6 đâu. Nhìn người cũng không có mập mạp lắm. Thì nãy anh nói 1m6 tức là cho em nói bao gồm guốc rồi cũng được. Không sao đâu. Anh cũng đâu có nói là bao gồm guốc đâu. Đâu nói 1m6 đi dân không thôi. À dạ. Nói chuyện tao sáng luôn nè. Anh thấy em cũng rất là dễ thương, vui vẻ. Có nhược điểm gì không anh? Nhược điểm thì phải tiếp xúc nhiều thì mới biết được. Em rất cảm ơn anh về món quà này. Để về đây món quà mà đầu tiên em được nhận từ một coi như nam. Là sinh nhật em. Vâng, cảm ơn anh. Giờ em như thế là đã vui rồi ạ. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời bạn trai và bạn gái để tay vào nút bấm. Và bây giờ thời gian quyết định bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian.
Rồi. Sao không bằng nào bấm vậy? Dạ thì nói chung em đã nói là em hơi bị lạ, cho nên là có những cái nguyên tắc của em thì cái đó cũng rất là khó để hai đứa có thể tiến xa. Em cũng chia sẻ là em càng người nhạy cảm lắm, cho nên là khi lần đầu gặp đầu tiên mà em thông qua nhiều cái hành động của chị là em có thể biết được cái tình cảm người đó dành cho mình như thế nào. Thì nếu như mà họ đã không chọn mình thì mình cũng tôn trọng cái quyết định của họ, không sao hết ạ. Có khi nào tại làm thơ đúng không ta? Chắc không phải đó chị. Em dạ tốt ạ. Tốt ha. Em tốt em ha. Tình rồi. Dạ em có hai mối tình, cái đơn phương, cái song phương. Cái song phương kéo dài không? Dạ được nửa năm. Nửa năm sao chia tay? Dạ do là bố cô ấy không có đồng ý, thì cô ấy làm ở Tiền Giang, công nhân ở Tiền Giang, còn em là ở Bình Định, nhà xa quá. Bên đây gần rồi chắc tiện lợi rồi, tưởng đâu bên kia rủ đi phượt cho nên người ta không cho quen chứ. Rồi bây giờ nếu mà được thì chừng nào tiến tới hôn nhân được em trai? Dạ nếu được thì nửa năm hoặc là năm, còn nửa. Nửa thì tùy yêu cầu bạn gái. Còn không được thì sao? Thì thôi chứ làm sao. Bạn bên đây đang rất hồi hộp. Sao thấy bạn trai có vẻ run quá vậy ta? Cũng nắm chặt cái ghế nữa. Bây giờ tiêu chuẩn của bạn gái tìm người bạn trai là như người như thế nào nè? Tiêu chuẩn của em là em cần em cần tìm một anh là cao tầm 1m7, chân dài dài xíu, biết quan tâm, chia sẻ, biết nấu ăn. Nói chung là tốt bụng xíu được. Bên kia cao nhiêu? Dạ em cao 1m7 chị. 1m7 vừa đúng luôn, hay quá. Em có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em không có thích đàn ông mà cờ bạc, rượu chè, hút thuốc, rồi nhỏ nhen, rồi nói nhiều nữa chị. Đàn ông kỳ á. Nhỏ nhen cờ bạc, hả? Rượu chè, hút thuốc, còn nhỏ nhen nữa. Là không có những điểm đó anh. À thì đó thì dạ. Anh nói đàn ông vậy là tệ lắm á, không nói nổi đâu. Bạn trai có không em? Có mấy cái đức tính mà bạn gái mới nêu ra không? Có hết nha. Dạ hút thuốc thì em không hút thuốc ạ. Còn rượu chè thì em có uống rượu, bạn bè mời đi thì em chỉ uống một hai chai bia thôi. Được. Dạ thì mình làm giao. Anh ơi cho em hỏi, anh uống bia là anh uống chai nhỏ hay là chai to á anh? Chai nào cũng là bia thôi. Sài Gòn Xanh đấy em. Chứ vậy hỏi câu đó làm chi vậy? Dạ em thấy á, nhiều anh kêu á là anh uống một hai chai thôi mà cái chai thiệt là to luôn á chị. Cái đó uống nguyên bình luôn rồi, bình 10 lít á cưng. Anh đây uống chai nhỏ nhưng anh uống nhiều chai. Rồi thôi bỏ qua chuyện đó đi ha. Bạn trai thì chắc không nói nổi nhiều đâu. Bạn trai muốn mà tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ đối với em thì mẫu người bạn gái của em đưa ra thì cũng không cái gì đòi hỏi quá đáng. Bạn ấy nữ tính, biết quan tâm, chăm sóc gia đình, biết yêu thương, kính trên nhường dưới, đừng có ham chơi vui quá, bỏ bê việc gia đình là được. Nữ tính ha. Dạ, là một người phụ nữ. Về ngoại hình sao em? Dạ, về ngoại hình thì em chỉ cần người ấy cao cỡ 1m trữ trở lên ạ. Rồi, được. Em cao 1m53. Rồi, hơn 3 phân, hay quá. Gì nữa? Dạ thì đừng có xăm mình, đừng có nhuộm tóc. Không xăm mình, không nhuộm tóc. Nhuộm tóc cho nó đẹp, nó trẻ trung chút. Thì tìm cho cái màu sắc chút xíu cho nó đẹp. Chứ có gì đâu mà không cho người ta mà nhuộm tóc. Hả? Dạ, nhuộm tóc kỳ lắm chị. Nhuộm gì được không? Dạ được ạ. Thì cũng nhuộm đó. Dạ, nhưng mà đừng có nhuộm những cái màu, ví dụ màu xanh, màu đỏ, nó lì đẹp quá. Nhuộm màu xanh lè ha, bên xanh lè bên đỏ quét. Làm gì vậy? Cái ghế không có vững hay sao mà ngồi mà siết chặt cái ghế dữ vậy? Rung. Trai nhút nhát mà. Năm về quê mấy lần? Dạ tùy công việc ạ. Có năm về 2 lần, phải về 1 lần. Mà đi phượt không thôi hả? Không có lần nào cũng phượt hết hả? Tùy chị, nếu mà Tết về thì em thích đi ngắm cảnh hơn. Vừa đi vừa chụp hình. Đi mình vậy đó? Đi có đoàn. Có đoàn? Dạ. Tết này về rủ anh về nha. Dạ. Đi chung luôn. Anh cũng về ngã ba Phú Tài đó. Dạ. Nha. Dạ. Nhớ rủ nha. Đi phượt luôn hả? Không, đi phượt luôn. Không, em đi đường 14 anh. Em có đi quốc lộ 1A. Anh đường 14 luôn. Dạ. Em đường nào anh đường đó. Dạ. Em hình dung bạn gái bên này là như thế nào?